Rồi giờ này cũng chưa bạn ơi, anh em nãy nghỉ ngơi được tí rồi giờ chắc chuẩn bị đi cuốn lú nha bạn. Để em thôi nước lớn sóng mạnh à. Lú này cuốn giờ ba anh em ngồi trên chiếc xuồng nó cũng hơi đuối à, chắc phải lội rồi. Dứt xong phải lội thôi. Tại lú cũng nặng đó bạn, mình bỏ lên xuồng cái nó khẩm xuồng nữa. Rồi, bây giờ chuẩn bị đi cuốn lú đi. Có gì không? Cu ly hả? Cu ly có tâm tích gì không? Để cầu dốc chân kìa. Châu. Lưỡi châu hả? Lưỡi châu, lưỡi châu. Rồi mấy con cu ly không à? Cu ly với bạn cá tạp gì không à? Cũng có tôm lai gai kìa. Có. Trường nhỏ quá, ra đây sẽ gặp sóng cái nữa. Cuốn lú hơi bị khó nha mày. Lắc dữ luôn. Có tôm đấy, ít. Cu ly với tôm tích không à? Đây cú là phải rồi, cú đem vô bờ cặp cặp mé rồi. Mấy chục ngàn nó mày á mày. Cu ly hả? Ừ. Bự bự thì 30. Nhỏ nhỏ thì 20 mười mấy. Kiếm mật chứ kiếm tôm mà không kiếm gì, kiếm cu ly à. Kiếm tôm với mực mà không có, có cu ly không à. Kệ đi, nào cũng được, chạy nhiều là được rồi. À, nhóc luôn nè. Tiếc nữa kìa. Bắt à. Tiếc nữa, bắt ngoài tiếc nữa. Tiếc chưa? Mình ra đây mình chơi cái vỏ nhỏ được rồi, làm nó tiện ha. Vỏ của cô đen thẳng á. Ghe mình thì lớn quá, xuồng này thì nhỏ quá. Có tép bạc nè. Lâu được con tép bạc. Thấy cô ly không à? Có tôm nhiều nha. À, không bằng trong mé rồi. À. Ngoài này không có tôm nhiều như trong mé.
Cái này vô quá. Vô. Kiên tĩnh rồi chứ nào. Ở nhà không im gió. Nó đi ra thì không im gió. Tâm tích cái gì? Châu nhóc châu nhỏ nhỏ không? Cô ly không các bạn ơi? Lấy con tôm gì vậy? Chồm mình khẩm vậy. Muốn chìm mày. Sửa sửa mấy cái lưới này lên trên lại luôn. Ra đưa ra sao thì mất. Lũng hả? Bởi vì có mấy con. Rồi cái này phân tách chia cái ly. Kiểu này đổ lúa kiểu này không em. Lúc đầu rồi lúc lớn mấy cái nữa hết rồi mà. Ừ. Hai ba cái nữa ha. Hai cái nữa. Ba cái nữa. Được không? Để lấy cái máy dưới nước đi quay được rồi trời. Ba cái. Còn hai cái gì thì xuống hai cái còn cái em có tôm. Với cũng à. Cái này cho bự luôn. Nhảy lưng tưng rồi cho này cũng bay xong lúc nào. Tưởng đâu chìm dọc đường rồi chứ ơi. Rồi. Cái gì không hiểu luôn. Tùm lum lắm. Đủ loại. Cu ly gì. Cá kèo á. Mua cá kèo hả? Dạ yeah, tao mua cá ngát thôi rồi. Đây, còn đó đổ lú của mấy anh em nè. Lộn xộn cá hết. Kính thưa các loại. Giờ mình để cá lên hay là để lú lên? Đưa lú lên cái đi. Đưa lú lên vậy đưa lú ra trước đi. Dạ chiếc mũi á. Chiếc mũi đi. Rồi đó mình vô trong bờ đặt. Đem xuống hả? Đem luôn quá. Giờ lựa ra nha các bạn. Rồi lựa ra. Đây là cu ly nè. Có mấy con tôm à. Tôm bạc. Cá. Cái da kẹp. Tôm tích. Cái. Thắng. Tôm tích cùi không à. Cô ly này lột nó ra lấy cái thịt nữa đó, mình găm mặn ăn yêu lắm nè.
Khang me nhậu cũng im. Nhiều quá. Nhiều. Mấy ký cu li luôn. Cu li nữa thì để đâu quá. Mấy con dễ chàng quá trời ta. Bà này không có tôm rồi bà ơi. Vô bờ. Nên cuốn rồi đem vô bờ rồi đặt. Mày biết có cá đuôi kiến. Cá đuôi kiến. Cái đuôi kiến. Cái đuôi cá đuôi kiến. Nó lẹ quá nó lộn. Ba cũng ký cô ly khỏe luôn. Xuyên. Rất nhiều mấy con kìa, thấy nhiều mấy con kìa. Thích cùi. Ây da. Ồ chết đi da. Da. Xương hay da? Lấy lớp da rồi. Da hả? Chứ không có xương hả? Không có tới xương ha. Đây được nhiêu cu li đây nè. Còng của mình còn có nhiêu đây hả bạn ơi? Này chắc thả được chắc không nửa vàng ha. À, giờ mấy anh em chuẩn bị di chuyển chạy vô bờ nha các bạn. Chích chích vô trong thả lú rồi trong đó lưới kiếm cá đói rồi. Nha các bạn, gần bờ rồi. Bây giờ mình đi thả lưới luôn. Thả cái vàng lưới cá phèn với cá đói luôn nha các bạn. Thả bốn tay lưới luôn nha các bạn. Lưới cá phèn rồi lưới ba màng, lưới năm phân, lưới ba phân rưỡi rồi mình thả hết. Chỉ có tay lưới cá, lưới nổi cá đói là mình không có thả ngoài này thôi. Bây giờ chuẩn bị đi thả câu à, còn được nhiêu mồi đây các bạn ơi. Chắc cỡ trong ngoài con nè. Trong ngoài lưới. Chắc hết được cái khúc khúc đứt. Khúc đứt rồi sáng. Khúc đứt ngày sáng là nhiều khúc lắm ạ. Bốn khúc lần đó. Mình cứ tới đâu hết mồi thì mình cắt. Giờ mấy anh em vô mép trong này nè. Cái hàng trà trong các bạn. Giờ mình bơi lên xích trên kia đi. Thả xuống cho nó nhẹ. Trong này cạn nha các bạn. Mét nước không? Mét nước không? Mét 2 ạ. Mét 2 là nước lớn á. Nước rồng là mình dính á. Vô trong mé này chịu khó vô mé đặt lú với văn câu trong này luôn các bạn ơi. Lưới trong này luôn, lưới trong này thấy người ta cũng văn nhiều lắm nè. Ta văn lưới câu với lưới đồ mấy anh em văn hết rồi nha các bạn. Thả câu rồi luôn. Lưới mình văn cũng nãy giờ cũng tiếng mấy hay tiếng hồ các bạn. Giờ mấy anh em chạy sát vô mé nè, mình đặt lú nha các bạn. Lôi văn lưới mình xuống đặt cho phía trong này có tôm không? Ngoài kia hôm qua đặt tôm ít quá à, mà ba cái con cu li không à. Hôm nay mình đặt sát trong mé bờ nha các bạn. Vô sát mé bờ đặt có gì nữa. Đây nước nha. Chừng mét nước à, dòm thấy luôn. Thấy đáy luôn. Chỗ này nè Đen, chỗ này nè. Nước chảy xuống á. Nước chảy vô á. Đặt lú về xong nha các bạn. Đặt lú sát trong vách đó kìa. Sát trong hàng cây trong đó các bạn. Đó mai mà có thăm sớm thì bơi xuồng vô, ra đậu túc ngoài mới được ha. Thôi cạn, trong này cạn các bạn. Anh chúc chắc mấy anh em chạy ra thăm lưới nha các bạn. Lưới đó mình thăm ra mình để lại. Thăm thôi khỏi cuốn.
Hồi sớm thấy người ta thả nhiều quá, lúc nước mới chừng lớn á. Giờ người ta về hết rồi không? Ngoài này lại nha các bạn. Ra ngoài này mấy anh em thăm lưới. Đây lưới mình ở đây. Dài lên trên đó luôn các bạn. Nước giờ cũng còn đang lớn ha. Rồi mới xuống là dính cá đối liền. Ta lưới cá đối mới mua. Thẳng nha, dữ ha, ha, ha đây. Thẳng nguy hiểm quá. Lớn cái đó đi vô ha, 3,5 phân thôi nha các bạn. Lưới chìm luôn á, phải dính. Bơi tới. Thăm ba cái lưới này cái nước nó văng các bạn. Gió cái biển này gió cái nước nó văng vô cái ống kính hoài luôn. Trời không kịp luôn á. Bơi cứ bơi đi. Đừng sợ. Ngực cho nước gió rồi. Đó, đằng đó con trà bá kìa. Rồi. Cái đối bên này lớn lớn thôi à. Tay lưới này tay lưới mới nha các bạn. Đó, mấy anh em mua tay lưới cá đối 3,5 phân nha. Dân nước lớn. Cá này là cá chợ không á. Cá đó là cá quê. Không phải chợ. Đem về quê mới được. Cá này, cá dục. Được quá ta. Tay lưới này bữa nay mới khai trương, hôm qua mình không có văng nha. Này nước chừng lớn văng tay lưới thì dính dữ lắm người. Đó, mấy con đi sát đáy luôn không? Đó bành bành không ta? Tay lưới này không gạo rồi ha. Gạo. Một đùm hai con. À, mấy cái đói đã. Quá trời ngon. Rồi. Lưới này mình thăm mà đâu có cuốn. Đây nữa nè. Hai con nữa nè. Tà lưới này dính dữ ta. Nữa kìa. Kéo bên luôn.
Rồi, gạo không ha. Tính nhìn chì không. Anh nói là mua thêm tay hai tay nữa dân cá đói là mệt. Mệt luôn ha. Cá bự không bộ? Nước canh dừa nhóm lớn đẩy xuống cái chừng 2 tiếng đồng hồ cuốn lưới là dính dữ lắm. Rồi hết tay lưới mới. Ngay cái đầu lưới này cũng dính nhiều ha. Dính cá hồng dện. Cá đối ở dưới nữa. Tay lưới mới rồi, được nhiêu cá đây rồi, gần ký cá rồi, ký hơn ký luôn nữa. Tay lưới mới là dính ký cá rồi đó. Vô cái anh Năm Phân này, Năm Phân kiếm cá phèn. Vô cá phèn đã các bạn. Bơi tới. Cá phèn hôm qua ngon quá, béo ha. Chưa dính cá chét bự ha. Sáng thấy lưới của anh kia anh dính cá phèn với cá chét chập bá nữa. Rồi, tới 3.5. Phèn nữa. 3.5 đặng. Vô. Giống hôm qua quá vậy ta. Chưa tới lưới cá phèn nữa rồi. Hai tay này làm hai con rồi. Đấy nữa nè. Vô nữa. Cá phèn ngon nha. Con đó hơi bé. Thiếu 3.5. Thầm dưới thầm lên đây hụt gió rồi. Rồi lưới nó búng và cái nước nó dằn vô kiến hoài luôn. Rồi tắt máy chùi hoài các bạn. Đủ. Mấy cá phèn dòm đã thiệt chứ. Phèn gâu. Cái vỏ lớn lớn tí xíu à. Quánh chừng chục tay lưới cá phèn ha. Gạo không luôn. Lý Thông mê cá phèn nha các bạn. Chuyến này tiếc là Lý Thông đi không được chứ thôi là vô rồi. Chuyến này vô cá phèn quánh. Bữa hổm cái tay lưới đó phải 4.5 quất 3 tay rồi dân đã. Cái lưới ba bạn này cũng dính chưa? Dính dữ hơn đi. Nó có liệt bự quá vậy. Bơi tới quá. Bá lửa luôn. Đó. Phải không? Nó đó. Cá liệt lớn á. Trời giờ mới thấy cá liệt lớn luôn á trời. Nó chân nhớt à. Cái cá phèn này được chắc cả 50 mà 40. Đây lại tới cột đó các bạn. Cốc này nước chảy quá. Đó. Tới cá phèn là có cá phèn.
Bơi tới. Đó, cái gì? Chim trắng. Chim trắng. Dạo nó cao lắm á. Lớn sống dữ. Lưới cà phèn bữa nay có 1 con sao ta? Hôm qua được 2 con với 2 con à. Anh lưới bù qua cái lưới 3 màng á. Nếu 3 màng nãy được 3-4 con cá phèn. Đây con cái gì đây? Út. Thôi rồi, út. Trong này có cá út nè. Rất mạnh ta. Kèm không? Không. Kèm bỏ đâu thôi. Bữa nay đừng nói là 4 con có phèn nữa nha. 4 con thì 4 con gì nữa? 3 con dính lưới 3 màng, con dính lưới cá phèn. Hôm qua thì 2 con 3 màng, 2 con cá phèn hả? Rồi có bữa nay có con cá út nữa rồi. Còn sống dữ lắm rồi. Sống một cái luôn. Nó ốp trồn luôn. Ghê không bạn? Mực nước với cái ấy xuồng này ghê không? Có cái ba ông đá ngồi đụng tôi chắc cái bên cái đầu. Bữa nay ok nha các bạn. Cá bữa nay ngon ngon không à. Này được cá út nữa. Cũng 4 cá phèn giống hôm qua các bạn ơi. Hôm qua cũng 4 cá phèn. Bữa nay cá đói nhiều. Đây tại mình thả thêm cái tay cái lưới cá đói các bạn. Hôm qua không có thả tay lưới đó. Mấy kilo cá à bạn? Cá là lạ. Liệt nhất bự dữ chứ. Ừ. Bây giờ mới thấy cá liệt nhất bự gì á. Không biết phải liệt nhất không thôi. Liệt nhất hả? Mấy cá phèn nhìn thấy ngon không bạn? Cá đói cũng bự bự không à? Cá đói ngon. Thành quả bữa nay ok nha các bạn. Phèn trứng 2 con trứng nữa, 3 con trứng nữa. Lưới 5 phân là cá phèn trứng không rồi. Phèn trứng này ký 100 mấy ạ. Rồi, thành quả hôm nay là ok. Sớm đổ lú thì cá con không à. Và cu ly nhiều. Bây giờ đi thăm lưới thì được nhiều cá này các bạn. 2-3 ký cá. Vậy là quá ok, hôm nay cũng có cá bỏ thùng đá rồi ha. Có bỏ thùng đá rồi đó.
Rồi bây giờ mấy anh em sẽ di chuyển dài dài vô trong tí xíu. Tối đợi nếu mà nước rồng mà không có thổi các bạn, chờ im im tí xíu rồi mấy anh em sẽ đi cuốn lưới. Còn sống như gì là thua các bạn ơi. Sống này chốn nhỏ nè. Gỡ ba con lú thì mình để sáng mình thăm. Câu cũng vậy các bạn, câu mình cũng hết mồi luôn rồi. Móc cái đó là để tới sáng luôn rồi. Vậy thôi, video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Phương xin kết thúc cái phần 4 ở đây. Rồi tối nếu mà im thì mấy anh em sẽ đi thăm tiếp, làm cái phần 5 gửi đến cô chú anh chị và bạn sau. Còn giờ Phương xin kết thúc cái phần 4 ở đây. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 5 của chuyến trải nghiệm 72 giờ của mấy anh em nha.